Hello mọi người, sắp là phải cả tháng rồi mình chưa quay vlog mất. Nhưng mà dạo này thì mùa xuân đã đến rồi và hoa anh đào nở rất là đẹp luôn. Thế nên là mình không thể không nghĩ đến cái việc là sẽ quay vlog cho mọi người xem. Thì cũng đã được một năm từ lúc mà mình sang Hàn rồi, kiểu thời gian trôi qua rất là nhanh luôn ý. Nên là lại một mùa hoa anh đào đến, nhất định lần này mình sẽ quay vlog rồi. À, hôm nay thì mình cũng sẽ phải thi biện luận, tuần sau thì mình sẽ thi giữa kỳ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phải thay quần áo và chuẩn bị để đến trường. Tại vì hôm nay mình thi biện luận. Bọn mình có thi biện luận một cái chủ đề là có nên xử phạt trẻ vị thành niên không? Mình rất là thích cái hộp bút Muji này, tại vì nhìn trông nó rất là đơn giản và gọn và rẻ. Hôm nay mình sẽ mang theo cả máy pin. Mình dùng Olympus 3150, rất là xinh, da màu cũng rất là đẹp và có chế độ chống rung với những đứa chụp cầu thả như mình. Và hôm nay mình đã mang váy phim đi để chụp hoa anh đào, bởi vì là kiểu tự dưng hoa anh đào nó nở rất là nhanh các mọi người. Kiểu ở Hàn Quốc người ta còn trêu là giống như là bỏng ngô, bởi vì kiểu nở rất là nhanh á. Ví dụ như là hôm qua mình thấy chưa có hoa gì hết, nhưng mà sang hôm nay thì hoa nó đã nở tung hết rồi. Thế nên là hôm nay mình sẽ mang máy phim đi để kịp chụp ở trong sân trường của mình. Ở trong trường của mình thì cũng rất là nhiều hoa anh đào đẹp luôn á, không cần đi đâu luôn. Thế nên là mình sẽ mang máy đi để chụp, không là hoa nó rụng và rơi hết. Và cô giáo tớ bảo là nên đi ngắm hoa, nhất định phải đi ngắm hoa trước khi trời mưa, bởi vì sau khi trời mưa thì hoa sẽ rụng hết luôn. Và bây giờ thì đi thôi. Ờ, biết rồi á. Ôi, hoa đào nở nè. Bố cô xì ta. Ok. No. Cái này đi chụp ảnh lên. Ok.
Ngon ngon ngon. Cái bánh này vị muối. Thế á? Vị muối? Ừ, ta thử ăn xem. Sao lại bánh vị muối là như thế nào? Ờ đấy. Có biết vị này? Hello mọi người, hôm nọ thì mình có mua một hộp dâu nhưng mà mình chưa có ăn hết, vẫn là một nửa hộp nên là mình sẽ rửa để ăn nốt. Vẫn là một nửa, mình chỉ ăn một hôm thôi, mình chỉ ăn một nửa thôi. Và một mẹo mà mình giữ dâu cho nó được vẫn tươi như thế này thì là mình sẽ để mấy cái tấm này lên trên này ấy, thì nó sẽ không đỡ bị héo. Đây giống như mấy cái này lúc đầu mình kiểu mình không bọc mình để lên trên ấy, thì nó hơi héo một tí rồi. Với cả là mình sẽ ăn đến đâu rồi rửa đến đấy, bởi vì ăn dâu mà rửa hết ấy, thì nó sẽ bị úng nước. Cái dâu này mà gặp nước thì nó sẽ rất hay bị kiểu mềm ra, bị nhũn ra mọi người. Dâu ở Hàn dạo này thì cũng đang là cuối mùa rồi, thế nên là cũng không đắt lắm. Mình mua một hộp như thế này thì là hết 7.000 won, cỡ 140, chưa đến 140 nha. Đây là một cái bát mà mình hay ăn dâu cùng. Đây là dâu đã rửa nha. Mình sẽ cắt cái đầu này. Mọi người cũng có thể để như này, hoặc là kiểu không cần cắt mà cắm như này, nhưng mà mình hay cắt đôi ra. Mình sẽ để nguyên quả này ăn thử xem sao. Rất là juicy. Mình sẽ ăn cùng với cả sữa đặc. Ta ta. Bây giờ thì mình có bài phải học nên là mình sẽ vừa ăn dâu và vừa học. Ok. Và ở đây thì mình cũng đã làm một cốc trà chanh. Bước đầu tiên trước khi mình học là bước chọn nhạc và là bước mất thời gian nhất. Vì đang là mùa xuân nên là mình sẽ chọn mấy cái hình có hoa hoa. Hello mọi người, và mình vừa mới make up xong. Hôm nay bọn mình dự định rủ nhau đi ngắm hoa với cả là đi picnic, bởi vì có lẽ đây là hôm cuối mà bọn mình có thể xem được hoa anh đào. Thường thì bọn mình sẽ chỉ được nghỉ học vào thứ bảy chủ nhật, thế nên là bọn mình sẽ chỉ có thời gian đi ngắm hoa vào hai ngày đấy. Tuy nhiên thì đợi đến thứ bảy chủ nhật tuần sau thì có lẽ là hoa đã rụng hết rồi, bởi vì bây giờ nó cũng đang rụng dần xuống rồi á. Thế nên là hôm nay bọn tớ sẽ phải đi để cho kịp, vì trong tuần bọn tớ sẽ phải đi học và không có thời gian. Thế nên là hôm nay bọn mình quyết định là sẽ đi. Và hôm nay bọn mình sẽ định đi ngắm hoa ở chỗ đường Hắc Trong á mọi người, ở gần ga Hồng Đê. Sau đấy bọn mình định là sẽ đi picnic gì đấy. Hôm nay thì trời nắng rất là đẹp luôn, và tớ cũng có make up một chút. Và mọi người cùng đi ngắm hoa cùng mình nha. Hôm nay tôi đi cùng anh Binh với cả chị Kỳ Anh á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiểu em thấy quay ở trên điện thoại này không thể nào đẹp bằng mắt mình nhìn ở ngoài được. Mọi người ơi, thực sự rất đẹp luôn. Sau khi mà ngắm hoa xong thì bọn tớ có rủ nhau đi ra sông Hàn để picnic. Vì đang là trời xuân nên là thời tiết rất là đẹp luôn. Bọn tớ thì có mua gà BHC và ra khu gió Edo cho gần. Cơ mà ở đây đang có lễ hội anh đào với cả là cuối tuần nữa nên là đông lắm. Bọn tớ thì thuê thảm hết tầm 5.000 won và tìm một chỗ nào đấy thoáng để ngồi. Từ cái hồi mà mình sang Hàn thì mình rất là thích đi picnic luôn. Kiểu nó mang lại cho mình cái cảm giác cực kỳ chill và chữa lành. Đi xa khỏi Seoul vội vã tấp nập, vừa ăn món mình thích, vừa nhìn ngắm thành phố, sông Hàn, cũng như là ngắm hoàng hôn dần đi xuống là cái trải nghiệm yêu thích nhất của mình ở bên Hàn. Và mình cũng có cái cảm giác rằng là khi mà đi picnic như thế này thì cũng sẽ dễ nói chuyện với bạn bè hơn nữa. Kiểu có một cái cảm giác gần gũi. Thế nên bọn tôi cứ thế ngồi nói chuyện đến tối, nhìn cả thành phố dần lên đèn. Và video của tớ cũng đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem và hãy đón chờ vlog tiếp theo của tớ nha.